Đây là hai chiếc bàn trà dành cho những người yêu trà đích thực. Mỗi người có một thú vui riêng, như bác khách tại Cầu Giấy Hà Nội này cũng thế, rất thích nưởng trà vào mỗi buổi tối. Trên chiếc ghế tai quan kiểu cách cùng với hai khay trà điêu nghệ, một chiếc bàn trà được làm bằng gỗ nu hương đục sen cá dùng để pha trà mời khách. Một chiếc bàn trà làm bằng gỗ cẩm lông chuột cũng được đục những cái bông hoa sen nở để úp những cái chiếc chén ở bên trên. Ngoài công dụng là đựng chén, hong khô chén thì bàn trà này còn thể hiện một cái tâm thái chơi đồ rất là tinh tế, có tuyển chọn và chắt lọc. Vì bác ấy quan niệm là uống trà không những là bổ cho thân và tâm, và bàn trà thì còn giúp nâng cao cái vẻ đẹp của tâm hồn, cải thiện thẩm mỹ để nâng tầm lên cái tính duy mỹ nghệ thuật. Để mỗi lần tiếp khách hay có bạn bè đến chơi thì bác ấy lại có một cái cớ để mở đầu cái câu chuyện bên những cái chén trà thơm ngon và tinh tế. Và nếu như quý vị cũng muốn sở hữu một cái bàn trà mang phong cách của riêng mình thì hãy kể cho chúng tôi nghe cái câu chuyện của các bạn. Nhất định tranh gỗ Bùi Gia sẽ biến câu chuyện đó thành một tác phẩm tranh gỗ thủ công nghệ thuật đầy thú vị và sáng tạo của riêng các bạn.